luôn, thùng vách rồi loa liếc của nó nhá, nguyên zin nguyên bãi. Đây để em thử cho các bác đã này. Đấy, cái dòng mà rất nhiều bác thích luôn. Dòng Chio LS202 này. Đấy, kiểu dáng của nó, không biết là các bác thích kiểu dáng hay là do cái chất âm của nó hay như nào. Đấy, đôi này thì là quá đẹp rồi. Đôi này thì đang để cho các bác với giá là 5 củ thôi. Đấy, Chio LS202. Đôi này thì quá đẹp luôn các bác nhá. Đôi này thì các bác không phải chê vào đâu được. Đấy, zin nguyên bãi các bác nhá. Pioneer thì nếu như bác muốn xem thì bác vào bác xem lại ở trên YouTube thôi, chứ hôm nay em không lên Pioneer. Đấy, Pioneer i7 hay là A7 hay là A9 này, S9001 cái thứ là em lên của mấy hôm trước rồi. Đấy, một đôi Chio nhá, LS202. Đôi này thì quá đẹp luôn. Từ những cái căng ngay kia của nó này. Mặt loa, mặt liếc, thùng vách của nó còn đẹp các bác nhá. Đôi này là nguyên bãi, nguyên zin nguyên bãi, quá đẹp luôn. Đấy, để các bác lau chùi đi thôi. Chio LS202. Thùng vách của nó này. Không chê được các bác nhé. Không chê được. Đấy, đôi này chiều cao của nó là 65 phân. Đấy, chiều rộng của nó là 35 phân. Và chiều sâu của nó là 33 phân nhá. Một đôi Chio LS202. Mã này là mã 639 à. 639 nhá. 639 này để cho bác với giá là 5 củ nhá. 5 củ Chio LS202. Rồi. Các bác xem like thì thấy ưng được mã nào thì cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại giúp em. Hàng bên em thì có cọc, bên em mới đi đơn. Chuyển khoản hết thì bên em hỗ trợ bao phí ship cho các bác. Còn cọc thì bên các bác nhận hàng và chịu phí ship nhé. Một đôi Chio LS202. Đẹp mê ly các bác nhé. Từ thùng vách cho đến loa liếc luôn. Cái này khác lắm. Mệt chưa? Bình thường. À bình thường à? Bình thường thì lại